làm chuyện ta nổ. Dì Hồng ơi, mẹ làm chuyện ta nổ. Nhưng mà sao mẹ hỏi đã? Mẹ làm chuyện ta nổ đi. Sao mẹ hỏi đã, con ăn gì? Pizza và pasta. Thế á, con đang ở đâu? Venice. Thế á, con có thích không? Có. Nhưng mà mình đi thuyền. Mình đi thuyền nhỉ? Xong mình đi đâu nữa? Có phải mình đi ra chơi với bạn chim bồ câu không? Rồi. Đúng rồi nhỉ. Thế bây giờ mình order thức ăn nhé. Pizza và pasta. Ok.